ready for battle. Trên con đường xưa và cảm thấy cái lạnh buốt của mùa đông, những giọt mưa ở nơi đây vẫn cảm nhận được chút ấm áp, dường như mọi thứ vẫn như vậy, không có gì khác, chỉ có điều là anh không còn thuộc về mảnh đất này nữa. Anh không làm được những thứ như khi anh đã từng hứa, anh không còn là chính anh như chính anh ngày xưa. Còn em thì sao chứ, anh đã muốn biết em đã làm gì, những thứ thuộc về anh của anh mà em từng giữ, liệu có giống cái cách anh làm như anh từng giữ, đốt hết những lá thư sau khi anh đã đọc lại một lần, xóa hết cả tin nhắn trong những lúc hờn ghen và nóng giận. Không bao giờ đi lại trên những con đường ngày trước còn in dấu chân, và không bao giờ nghe lại những bài hát trước về em sau những lần anh tự giấu cảm xúc trong những lốt nhạc thăng trầm. Để khi đêm lúc hét lên thành một bài hát, anh mới nhận ra anh vẫn rất còn rất yêu em, vẫn rất đẹp, vẫn trọn vẹn như những ngày tháng đầu anh yêu em. Anh dừng lại tại một quán cà phê quen thuộc, ngồi đúng cái vị trí ngày trước và gọi một chai một bao thuốc, chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bà chủ gọi tên vì đã lâu mà không thấy đến. Khẽ cười mỉm và trả lời làm đi bằng một câu hỏi nặng, và đang nghĩ liệu à có hỏi gì về em không nhỉ. Trong những ngày tháng qua thực sự anh đã khác đi nhiều, trong những ngày tháng qua lang thang tìm những thứ còn thiếu, trong những ngày tháng qua thực sự là anh còn rất yêu em. Nơi đâu có chìa khóa để mở cánh cửa trở về quá khứ, nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi, nơi đâu có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi, nơi đâu có những kỷ niệm đẹp sẽ không bao giờ tàn phai. Yêu nhau đừng cãi nhau đừng giận nhau đừng xa nhau đừng chia tay, để rồi lại phải tự hỏi rằng ở đâu đó sẽ có một điều kỳ lạ để khiến nước mắt không còn rơi. Điểm đó có phải là ở nơi đây? Con đường này mà ngày hôm nay anh đi qua đây cũng chính là cái con đường mà ngày hôm ấy anh đã trốn chạy. Đã quá lâu rồi anh mới quay lại và tìm lại mọi thứ. Đã quá lâu rồi chẳng ai còn muốn nó còn tồn tại. Anh vẫn từng nghĩ liệu có một lỗi nhớ nào từ cả hai, anh vẫn từng nghĩ liệu có một tình yêu nào là mãi mãi. Anh từng bước đi, câu chuyện đấy được xóa nhạt phai và tìm lại trong quãng thời gian dài. Ngoảnh lại đau đớn nhìn em đang bên cạnh ai, vì đâu còn em, đâu còn chút hơi ấm làm từng em, vì đâu lại đến những bước chân vẫn còn rất in đậm, vì đâu quá khứ tái hiện góc phố lối mà mình từng say đắm, vì đâu lời lại hiện về trong một nỗi nhớ thầm thầm. Vì đâu em, anh không biết, anh bị tê liệt khi trở lại về nơi đây, lục tục hết mọi thứ lơi lại, mọi thứ dừng hình lại, y hệt như em vẫn đang còn đấy. Khi thấy anh, mọi vật chất tỉnh lại, còn em thì đang giấc ngủ say. Lại một cảm giác mới, cảm giác mà phải chịu đựng, lại một câu hỏi mới, không biết ai sai ai đúng, lại một bài hát mới, không biết được ra có kịp lúc, và mọi người nghe liệu có hiểu, liệu có bắt được nhịp cảm xúc. Để cái lúc mà gặp nhau em có cảm nhận được như ban đầu, cái hình ảnh mình từng quen nhau liệu có đi kèm hình bóng một ai đằng sau, và đến lúc phải gặp nhau liệu có được nói chuyện với nhau, liệu có được ôm một cái ôm thật là lâu không hả em. Nơi đâu có chìa khóa để mở cánh cửa trở về quá khứ, nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi, nơi đâu có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi, nơi đâu có những kỷ